Mặc dù vẫn tăng hàng hóa cung ứng cho thị trường, nhưng nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn chưa có sự nắm bắt nào đối với sức mua của thị trường trong năm nay. Tuy nhiên, đợt thử thị trường trong dịp Tết dương lịch vừa rồi đã tăng thêm một phần tự tin cho các doanh nghiệp. Những ngày gần Tết, công ty Ba Huân đã khánh thành một nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm tại Long An. Như vậy, dịp Tết Nguyên đán năm nay, trên thị trường sẽ có thêm dòng sản phẩm thịt gà và xúc xích gà mang thương hiệu Ba Huân. Bà Phạm Thị Huân, giám đốc công ty Ba Huân cho biết, công ty có kế hoạch cung ứng khoảng 20 tấn thịt gà một ngày trong dịp Tết. Bên cạnh đó, sản lượng trứng gà vịt chuẩn bị cho dịp Tết dự kiến cũng tăng hơn 20-30% so với Tết năm ngoái. Tuy nhiên, bà Huân cho biết lượng hàng tăng mạnh chủ yếu là để thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường, còn sức mua của thị trường đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì rõ rệt. Công ty chúng tôi thì chuẩn bị cái nguồn hàng dồi dào hơn năm rồi, từ 2-30%. Còn cái sức mua thì bây giờ hiện tại thì chưa thấy gì, nhưng mà theo cái thị trường Tết thì tôi nghĩ cái nguồn hàng thiết yếu là trứng thì mọi nhà mọi người đều phải có một nồi thịt kho trứng, thì tôi nghĩ là cái sức mua thì năm nào cũng vậy, hàng năm nó rất là tăng cao, tăng cái sản lượng cao. Còn về năm nay thì chúng tôi cũng dự đoán là cái thực phẩm thiết yếu thì những ngày Tết thì sẽ bán được. Đối với các kênh phân phối, đại diện chủ siêu thị Co.opmart cho biết, năm nay hệ thống dự trữ khoảng 90.000 tấn hàng hóa dự trữ, tuy nhiên sức mua đến giờ vẫn còn là ẩn số. Đối với tình hình Tết năm 2015 thì theo cái tình hình dự báo thì đến giờ này cũng chưa thật sự là khởi sắc. Tuy nhiên là chúng tôi cũng chủ động trong cái việc mà khai thác nguồn hàng, và dự kiến chúng tôi sẽ tăng sản lượng so với ngày bình thường sẽ gấp 2-3 lần trong những dịp, những cái thời gian cận cuối năm. Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị hàng hóa mà các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất dự trữ cung ứng cho dịp Tết tính đến đầu tháng 12 năm ngoái đã đạt trên 15.800 tỷ đồng, tăng 109% so với Tết Nguyên đán 2014. Tuy nhiên, một khảo sát của Nielsen vào khoảng cuối tháng 10 năm ngoái cho thấy, có đến 54% nhà bán lẻ dự đoán người tiêu dùng sẽ ít mua sắm hơn trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Tỷ lệ này trong dịp Tết năm ngoái là 49%. Như vậy, niềm tin của các nhà phân phối đã dao động sau một năm suy yếu của sức mua. Một điểm các doanh nghiệp có thể kỳ vọng là dịp nghỉ Tết năm nay kéo dài đến 9 ngày, cùng với việc lương tối thiểu vùng được nâng lên từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Đây có thể trở thành một lực đẩy kích thích nhu cầu mua sắm của người dân. Điều này đã phần nào được thể hiện qua đợt thử thị trường dịp Tết dương lịch vừa qua. Theo bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Food, sức mua của thị trường trong kỳ nghỉ Tết Tây vừa qua khá khả quan, nên thay vì tăng nguồn hàng Tết lên 5-10% như kế hoạch, công ty này đã quyết định huy động thêm công suất để có nguồn dự trữ tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, ứng với khoảng 550 tấn thực phẩm. Năm nay thì với cái sức mua của thị trường trong năm thì nó kém, người tiêu dùng rất là thắt chặt chi tiêu, cho nên rằng là cũng rất là lo lắng, không biết là chuẩn bị như thế nào cho phù hợp. Tuy nhiên nó có một cái điều thuận lợi là Tết Tây năm nay thì nó cách xa với Tết âm lịch của mình. Do đó là chúng tôi cũng thông qua cái Tết Tây để mà có thể đánh giá được tình hình. Và có một cái điều khả quan rằng là cái Tết Tây vừa rồi đó thì cái sức mua của thị trường thì nó khá hơn. Và chính điều đó thì chúng tôi đã cấp rập để mà chuẩn bị thêm hàng hóa để mà chuẩn bị cho cái Tết Nguyên đán. Tại Co.opmart, bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và dương lịch năm nay khá xa nhau, nên sức mua không tăng gộp như năm ngoái. Nhưng nếu so sánh thì sức tiêu thụ của thị trường dịp Tết dương lịch năm nay vẫn có tăng trưởng. Do đó, hệ thống này kỳ vọng doanh thu vẫn sẽ tăng 10% ở nhóm hàng bình thường và 15% ở nhóm hàng bình ổn trong dịp Tết này. Đối với chúng tôi thấy là cái Tết Nguyên đán thì cái nhu cầu tiêu dùng của người dân mình có một năm có cái dịp để mà gần gũi thăm viếng gia đình, bạn bè, người thân. Do đó là cái nhu cầu của Tết Nguyên đán thì chúng tôi đã có kế hoạch dự kiến. Như vậy thì chúng tôi cố gắng để chúng tôi tập trung và đẩy mạnh nhiều chương trình để thu hút khách hàng. Với nguồn cung dồi dào cộng thêm những dự báo khá thận trọng về sức mua, hầu hết các doanh nghiệp đều nhận định thị trường Tết năm nay sẽ không xảy ra biến động giá. Đó là chưa kể hơn 8.300 tỷ đồng các doanh nghiệp chi ra để chuẩn bị hàng hóa tham gia vào chương trình bình ổn thị trường dịp Tết Ất Mùi sắp tới. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị hàng hóa tham gia chương trình năm nay tăng đến 69% so với Tết năm ngoái với 72 doanh nghiệp tham gia.